Phận chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Người để cho vị đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời, trương bao tòa tôn pháp hiền thanh tăng thường trụ tam bảo. Chí tăng đảnh lễ Đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Nam mô Hương Quang
Bồ Tát. Nam mô Hường Quang Cái Bồ Tát. Nam mô Hường Quang Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn kỳ to, cấm cô độc nữa xa về. Cùng với 1250 vị đại tỳ kheo, câu hỏi đều là bừng Trưởng lão Xa Lời Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Diên Ma Câu Vi La Ni Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Nha Nang Đà. A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đàm. Những vị đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tân Bồ Tát. Cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàn Nhân vân vân, đại chúng cùng đến dự hội bây giờ. Đức Phật báo ngài Trưởng lão Xa Lợi Phất rằng: Từ đây qua phương Tây qua Phần, có thế giới tên là Cần Lãng, trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp Xả Lời Phật, cõi đó vì sao tên là Cần Lãng? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lãng Xa Lời Phật. Lại trong cõi Cần Lãng có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lãng.
lời vâng lại trong cõi cần lãng có ao bằng bãi chất báo trong ao đầy dãy nước đổ tám công đừng đáy ao thuần dùng các vàng cái làm đấng vàng bạc lưu ly ba lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng bạc lưu ly ba lê xa từ Xích Châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong rành xa lời phong coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường hay xa lời phong lại trong coi nương của đức phật đó thường trói gian trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đêm cúng dường mười muôn ân đấng vân ở phương khác đến giờ thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bằng hàng khổng tước anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thân đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xâm thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiên pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diều khi như năm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân cõi nước của đức phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường hay xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là A Di Đà
lời quán đứng vận đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời quán đứng vận đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên à tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời Phật lại đứng Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xả lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành đều công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời vẫn lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiền nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A-di-đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghề công đức
Quang Văn Đại Diệm Kim Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật. Hằng hà xa số những đấng Phật như thế đều tai nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư phần sở hô niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh Phật hằng hà xa số những đấng Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh tinh tán bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật xá hộ niệm này ca lời Phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh từng tan bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật xá hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng ma Phật phán trang Phật trì pháp Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh chứng tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật xá hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đấng Phạm Âm Phật Tu Vương Phật Hương Thượng Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kim Phật Tạm Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhân Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Chân Phật hằng hà xa cho những đấng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng cả tư nghị công đức những thiên chư Phật xá hộ niệm này xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xá hộ niệm xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất
đức Phật hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời Phật cho Nam Cản ông đề phải tin nhận lời của ta và của ca đức Phật nói. Trả lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về. Xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này. Xá lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tất cả thế gian nói kinh pháp có tin này đó là đấng có đức Phật nói kinh này rồi. Ngài trả lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ Phí Tăng Kinh à, Tăng Trí Huệ Thinh Thinh rộng lớn à, sáng trong ngần chánh bận mấy trần. Lào là một tánh thiên chân à, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt à, cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay à, công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát chân quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì à, độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không hay sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân
chia cũng lại như vậy tống về chân không. Bò sân tướng nhân ông tạm đó các khoám kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng có chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn âm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không ấy vẫn lòng kia huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên. Âm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhã đạo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho ai bán nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thần chú linh chi đại lừng thì cần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoại thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiện ba đê ba đê cầu a cầu a đê đa ra ni đê ni a ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni ba đê cầu a đê đa ra ni đê ni a ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chí tâm quy mạng lễ nam mô như lai ứng cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường.
Điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam Mô Đà Báo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam Mô Quảng Bá Thắng Như Lai, Nam Mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam Mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Chánh Đạo Sư A Di Đà Phật. Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô
phung tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng vô quyền pháp giới chư chúng sanh công văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trữ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu phố nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh phân thôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành phật tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự quy phận chúng sanh tấn thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn nơi để cho vị đạo tràng mười phương phần bao hào quang sáng ngời trương bao tòa con anh hiện cuối đầu xin thề nguyện quy chí tâm đảnh lễ nam mô tần không biên phạm giới quá hiện vị lai thầm phương chư phần tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo
chỉ bằng đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát Hồ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kim ngư vừa bén chiên đàn khắp sông Pháp giới đạo tràng mười phương hiện thần mây bao kiên tường chư Phật rõ biết ngọn hương chi tiền Pháp thân toàn Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn kỳ to Cấm Cô Độc cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo Câu Hỏi.
bảo xa lời Phật đại mùng kiền liên đại ca diệt ma ca chiên chiên ma câu vi la li bà đa châu lợi bàn đà già nan đà a nan đà la hồ la kiều phạm ba đề tân đầu lư tăng Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân, đại chúng cùng đến dự hội bây giờ Đức Phật báo ngài Trương Lão Xá Lợi Phật rằng từ đây phần có thế giới tên là Cừng Lãng, trong thế giới đó có đứng phần hiệu là Di Đà, hiện nay đương nói pháp xả lời phần cõi đó vì sao tên là Cừng Lãng. Vì chúng sanh trong cõi đó có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cừng Lãng Xá Lợi Phật. Lại trong cõi Cừng Lãng có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cừng Lãng Xá Lợi Phật. Lại trong cõi Cừng Lãng có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng, bạc lưu ly pha lê xa từ Xích Châu mà não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh, sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá Lợi Phật, cõi nước Cừng là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xá Lợi Phật, lại trong cõi nước của Đức Phật đó thường trôi gian trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa con, đêm cúng dường mười muôn ưng đứng vân ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành. Xá Lợi Phật, cõi nước Cừng Lãng
thành tựu công đừng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tăng và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thân đạo phần vân vân chúng trong cõi đó nghe tiếng chim tâm thải đều niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xá lời Phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xá lời Phật Phật đó tên đường dự còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiên pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời Phật trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thổi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu khi như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng Phật niệm Pháp niệm Tăng xá lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xá lời Phật nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà xá lời Phật vâng đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A Di Đà xa lời phân đứng vâng đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm ta lời vâng lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xa lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó vì sao
hướng đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó xa lời phong. Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, đừng Phật A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta. Hôm nay người kiên công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của đấng Phật A Di Đà phương đông. Cùng có đấng A Xung Bề Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm, Phật Hằng Hà Sa Số, những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bân khả tư nghề công đức. Nhưng thế chư Phật xa hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số, những đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số, những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xin tan bất cả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật xá hộ niệm này, xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số, những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kế
đảng má phận phán trang phần trì pháp phần hằng hà xa cho những đức phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kiên kinh chứng tan bất cả từ nghề công đức những kiếp chưa phần xa hồ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đấng phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tàn sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu gì chân phần hằng hà xa cho những đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên kiên kinh xưng tán băng cả tư nghị công đức những thiên chư phật xa hồ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư phật xa hồ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đấng phân thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phân hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của phần nói xa lời phần nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những người ấy đều rằng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phận cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đức Thích Ca Mâu Ni phật hay làm được việc rất khó khăn có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh
giác và vì tăng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó đức phật nói kinh này rồi ngài xa lời phong cùng các vị tỳ kheo thân cả trong đời trời người á tu la vân vân nghe lời của đức phật dạy đều vui mừng tin nhận thánh lễ phật mà lui ra. Bồ phí tăng kinh tăng trí huệ kinh kinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát chân quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các khoáng kia tướng nọ luôn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn ấm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết hôn chi là hên chánh già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tưởng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lần thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thân thể
cần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư an lam thần chú chân như thuyết rằng là yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tất cả bà hăng, yên đế Bà đê bà đê cầu a cầu a đê đà ra ni đê ni a ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni bà ni bà đê cầu a cầu a đê đà ra ni đê ni a ra đê tỳ lê nê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố choi sáng từ trang nghiêm đệ từ chí tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ứng cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường. Điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn nam mô Đa Báo Như Lai nam mô Bảo Thắng Như Lai nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai nam mô Quảng Bá Thân Như Lai nam mô Ly Bố Quý Như Lai nam mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo nam mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo nam mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo nam mô Tây Phương từng là thế giới đại từ đại bi tín dân đạo sư Đà Phật nam mô A Di 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 Đà
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.
đại chúng Bồ Tát Nam Mô Phật Tịnh Đại chúng Bồ Tát Nam Mô Phật Tịnh Đại chúng Bồ Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn đã bao phen thân tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo Thế Tôn đã đinh ninh dạy bao đuối mê say mắt xem huyền cảnh hàng ngày tai thính tiếng mừng đường vua đình mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày có rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê đại chén thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đạo dưng tận cùng công lễ vô minh chi phạm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đặng tự gian giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật phụng tụng công đức thù thắng hạnh vô biên thắng phước giai hồi hướng vô quyền pháp giới chư chúng sanh tông vang vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu vô nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh vâng thôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức bỏ cầm nhân thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành phật tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự thâu rõ
ơi.